Vâng, em xin kính chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại kênh của Á Châu. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác về cái dòng lồng bắt cá chín cửa, một phiên bản mới của dòng lồng ô dù hiện vừa mới sản xuất của năm nay nha các bác nhá. Đấy, một phiên bản mới của năm nay. Hàng lồng bắt quái chín cửa, các bác cứ gọi là lồng vua chín cửa cũng được. Đấy. Thì cái dòng lồng này thì thiết kế của nó sẽ rất là chắc chắn, thì bên trong nó là khung dây cáp nha các bác nhá. Đấy, khung dây cáp thì nó cực kỳ bền rồi, bên ngoài là một lớp vải. Đấy, và cái lưới xung quanh của nó là lưới rùa ethylene. Đấy, dẫn dụ tôm tép cá rất là hiệu quả, bao gồm 9 cửa vào nha các bác nhá. 8 cửa xung quanh và một cửa ở trên. Đấy, thì bên trong nó cũng có cả cái túi đựng mồi này các bác này. Đấy, thì các bác cứ cho mồi vào cái túi này thì tôm tép cá nó sẽ dẫn dụ, nó sẽ vào thôi. Thì cái dòng lồng này nó bền hơn so với dòng ô dù, là cái khung của nó là dây cáp. Đấy, thì cái độ bền của nó rất là cao. Đấy, lưới này là lưới rù ethylene dẫn dụ tôm tép cá rất là tốt nha các bác nhá. Đấy, miệng hơi mở rất là đều. Đây, đây là toàn cảnh của một cái dòng lồng chín cửa này. Ở trên nó sẽ là có một cái hơi mở trên nha các bác nhá. Kích thước của nó là đường kính là 70. Đấy, chiều cao là 45. Đấy, các bác có thể thấy không ạ? Chiều cao 45, còn đường kính là 70. Rất là to. Các bác nhìn cái thể tích của nó bên trong là rất là to các bác nhá. Đấy, đánh tôm cua cá lươn trạch nó rất là hiệu quả thôi. Các bác mua hàng cứ liên hệ em nhá.